Chị Vàng ơi, chị Vàng, nãy giờ em thấy chị bị mọi người nói quá trời luôn. Đúng rồi, ơi. Thôi em có bài này em tặng chị. Cứu chị, cứu chị. Mến chị lắm mới tặng nha. Cảm ơn em. Chị tôi sáng nhìn ăn ra đứng đường, chị tôi sáng đạp xe 20 cây số. Chị ta phải dùng đó. Chị tìm trai, chị tìm khách hàng, chiều lên Twitter, tối về chị quét Blue. Ê! Có không? Sao? Không có. Chị biết sao em biết không? Sao vậy? Bà Cát Thi bà quét dính chị. Bà quét dính chị, bà nói cho em ê, nghe. Ê, cái gì cái nick mà bóp cái nick của chị là của bà đó hả? Bà biết là cái nick Blue mà có tên là giống như trễ giờ chưa có kim không? Là nick của tôi á. Thôi em biết nick của chị nè. Top Slim Full Sum, còn số 5. Còn số 5 là mấy chị ra, cái này mấy chị ra. Mời qua Long Xuyên, xong ghé thăm Hà Tiên. Nàng đẹp và xinh như tiên, ôi cay nết thật ngoan hiền. Đôi mắt em mộng mơ, dáng người thì căng mơn mờn. Xoa tóc dài dài nghiêng, thêm giọng nói ngọt ngào khó xa. 53, con 53 ra 53. Khoan, đứng lại chỗ cũ. Chị Thi nói làm gì làm lại coi chị. Hồi y chang như mẹ hung con ghê. Thiệt mà. Cái gì? Trai của cưng. Ở bình hung quả má. Cái này là chồng của chị. Bảo ơi, Bảo. Bảo ơi. Bảo. Bảo nói với mấy con bé kia đi. Bảo là ai của Thi nè. Nói thật đi. Bảo gì cho nách lên nè. Thôi, nhìn Bảo là ai của Thi nói cho tụi nó nghe. Mấy đứa đừng có đàn áp Thi nữa. Mẹ của anh yếu đuối lắm. Trời. Không chị. Bây giờ nè hút gió đâu có kêu được, quê quá mà. Bảo. Không. Em nghĩ là nhiều khi Bảo nói vậy đang chọc tức mấy bạn này. Dạ yeah, Bảo không có Bảo ý đừng đó có đâu. Nói vậy. Nói vậy người ta không? Xem thường các Thi, xem thường tình cảm của Thi dành cho Bảo đó. Bảo đừng nói Bảo vậy. Trên sân khấu thì nói như vậy được. Chứ ai mà nói như vậy. Dưới đất thì em kêu Thi bằng cái gì? Thôi thật ra thì trên sân khấu thì Bảo muốn đem lại tiếng cười. Cho nên là Bảo kêu Thi bằng mẹ thôi. Đúng rồi, trên sân khấu thôi. Chứ thật ra còn ngoài sân khấu á thì Bảo kêu Thi bằng ba. Bị sực keo cứng ngắc luôn. Má thằng Khứa giữ mặt bây. Đánh không? Quất. Thôi. Ủa? Bảo đi vô đây với Thi nè. Lì. Sao mày kiệt á? Dòng họ tao á thì không có mày trong đó nha. Thì có mày lì, mày ngu, mày lì. Thiệt là lì. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, người ta làm như vậy mà không biết đội quần. Mà cứ kêu Bảo này bẻo đọt hoài. Thôi rồi, đi ra. Bảo ơi, Thi té đỡ Thi lên đi Bảo. Thi té nè, đỡ Thi lên đi Bảo ơi. Bảo ơi, đỡ Thi. Bảo đỡ Thi ăn. Bể cút chị ơi. Bảo ơi, đỡ Thi lên. Thi mới vừa té đó Bảo ơi. Đau người quá à. Bảo. Kìa, Bảo đỡ kìa, Bảo đỡ kìa. Bảo. Bảo đỡ kìa. Thi ghê quá mà ơi, không có hứng nha. Nhìn Lê Cần á, không có hứng thú. Dạ, yeah, xin mời bé hầu đài lấy cái ghế ra. Rồi, lấy cái ghế ra để chính giữa. Nhanh hậu đài, hậu đài. Hậu đài. Rồi. Để tôi qua đây, mấy đứa này nó hay giảm miếng của tôi lắm. Giờ tôi. Rồi. Rồi hậu đài ơi, lấy cái ghế xích lên giùm cho chị. Lên xích ghế lên, xích ghế lên, xích ghế lên. Rồi, đúng rồi. Rồi, ok. Rồi. Không, mình xích qua đi tí xíu hậu đài. Đúng rồi, xích qua, ngay cái tâm tin của nó. Rồi. Thôi để ngay chục cũ nó hay hơn xuống hậu đài. Xích chưa. Rồi, ok, biết, chị em biết mà, mẹ biết. Ừ, đúng rồi, để, cứ để cho khó, để trên giường. Rồi, chuẩn bị nha quý chị. Rồi, ok, cái ghế mình quay vô trong giùm cho chị, để cho vua mới ra không có thấy mặt. Quay ghế vô trong, quay cái ghế vô, cái ghế nào. Nhanh lên, không có thời gian nữa. Rồi. Hậu đài mà sao nhiều, lâu quá. Rồi. Thôi bây giờ nè, hậu đài, bưng cái ghế vô đi, mình sổ số luôn em. Rồi, để chuẩn bị chạy lương, lẹ lên, không có nhìn nữa, lẹ trễ giờ rồi, trễ giờ.
Chị giờ ok rồi. Chưa, còn thời gian. Đem cái ghế qua đây. Cái ghế bên đó một lát mình lấy cái này. Mình còn giờ. Được. Hậu Đài lấy cái ghế cái này là chục cụ đi Hậu Đài. Mình khỏi dẹp nữa, mình khỏi dẹp mấy má này tại sao? Sổ chị ơi, ý là bà bên nhà tài trợ thì kêu sổ đi rồi hả qua. Biết rồi. Thôi nếu mà sổ rồi, đem cái ghế vô đi cho nó không bị dính bận. Đem cái ghế vô đi. Vâng, đem vô đi em. Bắt đầu dò số. Rồi, lão Phượng Gia mới xuất hiện. Già rồi, 80 mấy tuổi. Tám mươi mấy tuổi. Không, mày đi mò được rồi. Lão Phật gia mới bỏ nó xuống cho nó mát trời. Xây qua cúi đầu chào con trai, tại con trai làm quan lớn. Con trai, con chào mẹ. Con chào mẹ. Lão Phật gia mới bước ngang, hết dài. Mày bước ngang đi, rồi tao chào chỉ cho. Rồi, Lão Phật gia đi khó khăn lắm đi thưa. Lão Phật gia mới nhớ trực lại. Mình để quên cây gậy đằng sau lưng. Mới dòng ngược lại. Nhưng lão Phật gia vẫn lão Phật gia mắc vệ sinh quá, quyết định không lấy cây gậy, dòng ngược lại. Rồi. Nhưng lão Phật gia nói không có cây gậy, mở cửa toilet không được, dòng ngược lại. Đi rất là khó khăn. Và cầm cây gậy được gậy như ý rồi, lão Phật gia mới nhìn ngược lại, trả lại cái nón. Xoay qua nhìn lại đứa con trai là quan chức cao, tức quá. Mới tức con trai lúc nào cũng ăn chơi xa đọa, mới cầm cái micro. Cầm cái micro hò 3 tiếng. Đưa micro hết dài. Cô ba con số gì đây? Mấy nè. Con số gì đây? Chuông đổ chùa ta. Chiều tan chiều dây đi cùng lan rung bước. Cuối nèo đường đi, đôi bóng hẹn mùa thi. Lắc hấp đời người đi. Lần cuối gặp lan ngay gốc chuối. Ăn chuối đi làng, ăn xong lan là làng. Thưởng thai cho nàng, lìa ta nhắn thấy náo thân. Chị ơi chị, con Lan nó la làng sao vậy chị? Diễn tả được lại giùm em đi. Ý em đang hát Lan nhà Điệp. Hồi nãy chị được cái... Hát lại coi. Được cái mỏ neo vô người em. Hát lại coi. À, xuống không chị? Thương thai cho nàng. Má này móc hoài trời. Cái giò móc ở gào luôn, camera quay kìa. Móc hoài. Thôi giờ cuối hồi nãy bị chửi động lay say hòn đó. Vô nói vàng mà động lưu tới tôi luôn đó. Sợ lắm, hát đi. Liền ta nhân thế náo thân cửa thiện môn. 34, 34, 34, 34, 34, 34.